Thương hiệu âm thanh Marshall đến từ Anh Quốc vừa ra mắt thị trường với chiếc tai nghe True Wireless Marshall Mino 3 mang đậm chất cá tính nổi trội. Tai nghe Marshall Mino 3 thời thượng nhỏ nhắn, đường nét cá tính chắc chơi thu hút đông đảo người yêu âm thanh. Marshall Mino 3 với lớp vỏ bên ngoài giả da cao cấp tương tự như những chiếc âm đi đình đám của hãng. Tai nghe có màu đen đặc trưng cùng logo Marshall được chạm khắc nổi bật trên hộp sạc. Thiết kế Asper có các đường nét khía cạnh dạng vân kim cương, tạo cho chiếc tai nghe sự cầm nắm dễ dàng, tránh trơn trượt. Điểm nhấn của tai nghe ở phần đế có màu đồng thau cùng phía trên được chạm khắc chữ M màu trắng là biểu tượng đặc trưng cho logo hãng. Cùng điểm qua các tính năng nổi bật của Marshall Mino 3, đối với cấu tạo River Dynamic cùng đường kính 12mm, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh sắc nét và tinh tế. Cùng việc được hãng trang bị Bluetooth 5.2 chuẩn mới nhất hiện nay, có khả năng truyền tải dữ liệu nhanh chóng và ổn định. Với phạm vi kết nối lên đến 10m, Marshall Mino 3 đảm bảo bạn có sự tự do di chuyển mà không cần phải mang theo các thiết bị kết nối bên mình. Bên cạnh đó, thời lượng sử dụng pin khủng lên đến 25 giờ bao gồm pin trong hộp sạc. Tai nghe giữ được thời gian sử dụng trong vòng 5 giờ cho mỗi lần sạc cùng với 4 lần sạc thêm bổ sung vào hộp sạc đi kèm. Bạn có thể nghe gọi các cuộc họp, các cuộc trò chuyện trong hàng giờ đồng hồ mà không phải lo sạc pin lại. Marshall Mino 3 có thể sạc không dây và sạc có dây qua cổng USB-C. Hãng cũng trang bị cho Marshall Mino 3 khả năng chống nước của Asper đạt chuẩn ISP 4. Nhờ đó mà tai nghe có thể chống được các trận mưa nhỏ và các giọt bắn. Với chức năng cảm ứng trên tai nghe Asper, giúp bạn sử dụng tai nghe linh hoạt trong việc điều chỉnh chế độ bật tắt nhạc và chuyển hướng các cuộc gọi nhanh chóng. Khi bạn tháo lắp, tai nghe cũng bật chế độ tự động dừng và phát nhạc. Những bản nhạc bạn yêu thích sẽ không bị bỏ lỡ mất nhịp nào. Tai nghe Mino 3 có âm thanh chất lượng tinh tế với sức mạnh cạnh tranh cao so với thị trường tai nghe True Wireless đang lớn mạnh hiện nay. Có thể nói Marshall Mino 3 sẽ vượt lên mọi đối thủ đưa bạn chìm đắm vào thế giới âm thanh bùng nổ. Chất âm chi tiết sáng rõ cùng kiểu dáng thời thượng đỉnh cao, phù hợp cho phong cách phong trần của giới trẻ hiện nay. Cùng tiến bộ khám phá thêm nhiều sản phẩm mới nhất từ các thương hiệu âm thanh nổi tiếng. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm âm thanh nào, hãy để lại comment cho Thiên Phụ biết. Xin chào và hẹn gặp lại ở video chia sẻ tiếp theo.